Hello, Minh Ô Tô xin chào tất cả mọi người. Mới nhất trong ngày hôm nay em mới lấy về mẫu xe Daewoo Gencha, thương hiệu của Hàn Quốc. Chiếc xe này cũng rất chi là đẹp, sản xuất 2006, em đang bán giá là 139 triệu đồng. Vậy sau đây xin mời các bác cùng em xem chi tiết chiếc xe này. Nhưng nhất ta xem tổng thành ngoại thất của chiếc xe. Em xin nhắc lại, đây là mẫu xe Daewoo Gencha sản xuất 2006, thương hiệu của Hàn Quốc, bản 1.5, 6 lít, chỉ 6 lít rưỡi trên 100 cây cả điều hòa. Xe rất cứng xe, em đang bán mức giá là 139 triệu đồng. Của em là chuyên mua bán ô tô cũ toàn quốc, vận chuyển toàn quốc. Nhiều khách ở trong Nam hay ở nơi nào xa là không đến xem xe được thì có thể xem video trực tiếp của bọn em quay này. Và có những lỗi gì bọn em tả luôn, xe nếu mà khách kết thì các tịch đặt cọc. Còn nói chung là bọn em làm ăn uy tín từ xưa nay là chuyển rất nhiều xe vào trong miền Nam, chưa ai kêu ca cái gì cả, rất hợp lý, rất ưng ý. Nên là nói chung là xe thì em tả chuẩn luôn. Các bác là có nhu cầu đặt cọc lấy là bọn em chuyển vào cho. À, khách hàng rất yên tâm là sẽ nhận được xe đúng như cái xe của mình và đúng những cái lỗi gì là em tả hết. Có xe như thế nào em tả hết. Là vận chuyển toàn quốc, mua bán toàn quốc. Vậy sau đây xin mời các bác cùng em xem chi tiết chiếc xe Gencha 2006 này. Nhất ta xem ngoại thất của chiếc xe rất sơn si, rất bóng bẩy, màu đen, màu rất lịch sự. Nói chung phong dáng của này cũng rất là đẹp, chưa bị biến dạng hay là lỗi gì cả. Đây, Gencha thương hiệu của Hàn Quốc rất hợp với tiền người dân. Form dáng thì đẹp, nội thất thì cũng rộng rãi sang trọng, cũng giá cả thì cũng phải chăng, hợp túi tiền người dân tiêu dùng, giá chỉ có hơn trăm thôi. Mình đã có sở hữu ngay một chiếc xe Daewoo Gencha thương hiệu của Hàn Quốc, không chỉ đắt hơn con SH một tí thôi các bác nhỉ. Form dáng con này rất đẹp các bác ạ. Cho bác ngắm một tổng thành vòng xung quanh xe. Đây, mời các bác cùng em xem nội thất của chiếc xe. Nội thất của chiếc xe cũng rất đẹp. Mặt này, thứ nhất ta nhìn vào mặt táp lô rất sáng bóng, sạch sẽ, màn hình đầy đủ, âm thanh hay, điều hòa mát lạnh, gầm bệ chắc chắn. Đây, cái táp ly bên kia rất sáng bóng luôn. Còn nội thất sạch sẽ. Táp ly bên này các bác nhìn mặt thích rồi, sạch sẽ luôn. Các bác cùng em xem bên kia, táp ly bên kia, ghế đằng sau của chiếc xe rất sạch sẽ, trần chiếc ngon lành luôn. Mua này về mình không phải làm gì nữa, chỉ đổ xăng và chạy thôi, dọn dẹp sạch sẽ lên một tí nào ok. Đó, đóng cửa im xe luôn. Đấy, các bác xem đập nhẹ cái là vào đầy đủ hết. Chiếc xe này tư nhân một chủ từ đầu, không taxi, không ngập nước, không đâm đụng. Nói chung mua này về là sẵn đi, không làm gì cả. Rồi, các bác xem từ ngoài con dáng kia nhìn rất lịch sự luôn, rất đẹp, rất bóng bẩy. Hôm giờ em lấy về em chưa rửa ráy gì nên còn rất bẩn, hôm nay rửa ráy là sạch một tí. Sau đây mời các bác cùng em xem khoang máy động cơ. Trong con này khá chắc chắn các bạn ạ. Mua về sẵn đi, không làm gì cả. Rồi, mời các bác xem khoang máy động cơ. Máy động cơ của em khỏi bàn luôn. Vô xoang, máy đại chất luôn. Em sẽ lổ mắc máy các bác cùng nghe. Máy em này đại chất luôn các bác ạ. Dòng Gencha thì hay bị òa ga nhưng mà riêng con này em máy quá ngon luôn. Rồi các bác xem máy nhá,
máy kia quá ngon luôn. Nhìn xe máy con này em phải nghĩ là nó quá chất luôn. Đây các bác nhá. Đấy, không khí rung luôn. Đây em ga các bác nhá. Nhìn xe luôn, phải không ạ? Rất ngon luôn, máy quá êm luôn. Các bác mua này về khỏi bàn luôn, máy đại chất. Đấy, các bác xem. Tất cả cái răng giật này còn nguyên này các bác ạ. Chưa phải đâm va gì, chưa thì chút gì. Đây các bác xem mặt là capo, capo cũng còn nguyên đinh bấm, chưa bị biến dạng gì cả, còn nguyên các bác nhé. Đây các bác xem máy này thực sướng luôn. Máy này thực ngon luôn. Vậy ai có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp cho em để chốt chiếc xe này. Các bác thấy hay hãy nhớ đăng ký kênh và hãy để một like và hãy nhớ ấn nút thông báo để có xem những video mới nhất một mà bọn em cập nhật về theo ngày tháng. Dạ vâng, em xin chân thành cảm ơn mọi người.